Hello, xin chào mọi người cùng đến với lại chương trình tổ bôn 247 số bố và đặc biệt. Mọi ngày là làm cuối tuần là đặc biệt, bây giờ làm cuối năm phải là bố và đặc biệt. Và báo cáo anh em là bọn tôi là nghỉ tổ bôn đâu đấy khoảng một năm nay rồi. Hai năm. Thì bản chất cái lý do bọn tôi nghỉ là bởi vì là bọn tôi đang theo đuổi cái mô hình nó giống Táo Quân tí. Nghĩa là năm làm một số thôi, bán quảng cáo giá nó đắt tiền. Và Táo Quân là 650 triệu 30 giây thì bọn tôi là tỷ 3 là 10 giây. Không có tiền, mẹ làm tổ buôn nói mẹ cho nhanh. Đáo. Nói chung là anh em không có tiền. Vâng. Hôm nay năm nay một năm mới gặp nhau một số gọi là anh em thắt chặt tình đoàn kết. Vâng. Chứ không lâu lắm gặp một Tuấn quên mẹ mặt nó như một chuyện đùa. Thì đấy, anh em nào mà công ty nào muốn phá sản cùng anh em tôi thì book quảng cáo. Năm sau bọn tôi làm, năm sau làm. Chứ trong năm không làm được. Vâng. Nói chung là anh em thông cảm là dịch bệnh nhiều quá mà không có ai thuê quảng cáo nên tổ buôn tạm dừng vô thời hạn. Vâng. Anh em mình ngồi với nhau chủ đề gọi là gì nhỉ? Gặp gỡ, gặp nhau tổng kết cuối lại năm, tổng kết năm vừa qua, sự kiện xã hội nó có cái gì? Vâng. Thế thôi, cho anh em vui vẻ, anh em đỡ kêu gào. Vâng. Chứ anh em thì hoảng kêu gào bán tổ buôn rồi à, bán đấy đâu, vẫn đầy thủ như anh. Chẳng qua là nó chưa được giá. Chưa được giá thôi. Mẹ, chứ còn bán xong là vì thế bán Tuấn. Vâng, và thôi thì anh em mình tổng kết sự kiện năm vừa qua. Nói chung sự kiện năm nay thì ngoài cái dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến khó lường ra. Vâng. Thì chúng tôi có làm bài thơ tổng kết từ văn hóa đến thể thao. Vâng. Cả những sự kiện xã hội. Vâng. Bài thơ như sau. Bài thơ này phải cầm điện thoại đọc vì chính tôi làm. Những quên mẹ rồi. Bài thơ toàn cảnh Việt Nam năm 2021. Vâng. Sơn Tùng Hải Tú yêu nhau, Bảo Trâm buồn bã vì màu trà xanh. Đấy, Rách có con với Thiên An. Đấy, Chu Cấp 5 triệu thì các fan lại bảo nhiều. Bà Hằng thì tố Võ Hoàng Yên, rồi cả showbiz bỗng nhiên dính phần. Hoài Linh, Thánh Trần, Hồng Vân, Trấn Thành đấy. Đấy, Vĩnh Hưng Đại Nghĩa, Trang Trần Thủy Tiên. Lấy danh từ thiện ăn tiền, live stream tố cáo liên miên nhức đầu. Mà công an khẳng định mỗi câu là các fan tê tái, buồn rầu quay xe. Đội tuyển thì thi đấu đang phê, gặp Thái một trận, quay về Việt Nam. Mà năm nay thì người đẹp xoan trang, Thủy Tiên chung kết đăng quang quá tuyệt vời. Cuối năm thì toàn chuyện dở hơi, tham nhũng cướp bóc, giết người loạn luôn. Năm này cuối năm nó vậy nhá. Cuối năm nhiều là... cái sở căng đan thế. Và cái sở căng đan lớn nhất mà cả nước đang quan tâm nhất và trong thời kỳ dịch bệnh đấy là vụ Việt Á. Việt Á. Vâng. Đấy. Anh Phan Quốc Việt. Mẹ nói. Bố của Hoành Tráng. Vâng. Một nhà đầu tư tài ba. Quá tài ba. Ông này không thi cái xác tanh. Xác tanh như mấy ông xác tanh đứt hết với ông. Ông ấy phải làm xác ấy. Chứ còn các xác này làm gì có đủ tuổi ngồi ghế dưới để hỏi. Không, rượu mới đầu ông lên ông ấy đã gọi vốn à? Góp vốn đã. Gọi vốn. Làm gì có ai kinh doanh mà lợi nhuận 200 lần như vậy. 200 lần tôi không biết là bao nhiêu phần trăm nữa, nhưng mà đại loại 200 nghìn. Lần nhập 21.000. 21.000 bán 400 mấy, 20 lần thôi. Vâng, bán 470. Mẹ buồn ma túy cũng đéo lại, tôi thật. Buồn ma túy còn tử hình. Vâng. Mà đây nó có là ấy đi tù tí. Vâng, đấy thì thế mới an toàn. Mà ông lãi 1.300 tỷ. Vâng. Ông biếu hết 800 tỷ. Đấy, tôi lại thích cái này. Đây là một cái tính rất quân tử. Quân tử còn... chia 64. Đúng. Em chỉ lấy 40% thôi, đấy. Còn lại của các anh. Chứ còn bao cái anh em như ông Hải mà ông ăn được tỷ 3 nhá, thì tôi ngồi đấy tôi hứng không được đồng nào luôn. Anh cho 130 triệu. Thế là nhiều, anh em tình cảm cho thế là nhiều. Cho 1.3 triệu coi như tặng đôi giày kiểu anh đấy. Em mình đéo bao giờ giàu. Bởi vì anh em mình tính nó ngắn. Tính nó ngắn đúng. Mẹ nó phải tính dài. Cái đầu óc nó hơi hẹp hòi. Mẹ nó bao nhiêu CDC các tỉnh nhá. Từ Bình Dương, Hà Nội. Hà Nội thì ông mới đầu thì không Hà Nội bị bắt mẹ lúc đầu tiên ông ấy nhập máy về ơi. Ông bắt mẹ rồi, Nguyễn Nhật Cảm gì đấy. Vâng. Ông dính mẹ 5 năm tù rồi. Vâng. Đấy. Xong rồi nói chung mà là về sau ông ấy mấy ông CDC ông cạch mẹ rồi. Rút kinh nghiệm ngay đầu ấy ông đã bị bắt rồi. Rút kinh nghiệm rồi, hóa ra ông rút kinh nghiệm thê thảm luôn. Chênh nó mấy tỷ thôi mà xong rồi. Nhận tiền xong lại bảo là trả lại. Thế mới hay thì... Giả lại nhưng mà vẫn còn đi tù. Đây ông kia toán mấy chục tỷ. Mẹ bao tiền thế cơ mà. Vâng đấy. Mẹ ông Bắc Giang gửi bắt nhá. Vâng. Cũng mấy chục tỷ liền. Vâng. Sao ông Hải Dương này. Vâng. Đúng không nhỉ? Ông Bình Dương nữa. Bình Dương. Mấy ông rồi đấy. Rồi Hải Dương, Bình Dương. Nói chung là nhiều. Chuẩn bị lần lượt đi tiếp. Bởi vì các vụ trưởng vụ trước là cũng lên đường rồi. Mà nhá ông này ông siêu nhá.
Tôi thật với ông như ông này nhá, ông ấy cái gọi là cái đề tài khoa học của ông Việt Á này. Vâng. Ông ấy tiêu của nhà nước 19 tỷ. Vâng. Mà thứ nhất là Bộ Khoa học Công nghệ nhá. Vâng. Lại còn chủ duyệt. Trì nhá, phê duyệt. Vâng, duyệt. Xong rồi đưa ra Bộ Y tế sớm nhá. Bộ vâng. Y tế cũng đồng ý luôn nhá. Vâng. Hu đồng ý cơ mà. Hu là bọn ai đấy? Hu ai yêu đấy? Bọn ai nó có đồng ý cơ mà. Thế mới hoành tráng. Không hiểu thằng nào. Biết đéo nhập 21.000 ở Trung Quốc. Mẹ, xong rồi là còn gì nhỉ? Xong lại còn thông cáo báo chí cơ. Vâng. Tức là ông Bộ Khoa học Công nghệ ông thông cáo báo chí là cái này được phê duyệt, được cái chủ đề. Đưa lên trang web của đưa lên trang web của Bộ xong vừa rồi ông bí mật ông xóa. Sau ông bảo mấy ông lại ông bảo là báo chí. Bảo là ông nghe của báo chí. Ông Bộ Y tế thì ông bảo là ông nghe của bên Bộ Khoa học Công nghệ. Còn Bộ Khoa học Công ty thông Bộ Khoa học Công nghệ báo chí lại bảo nghe báo chí. Ông báo chí ông tỉnh lắm. Ông bảo ông quên mẹ đi, anh gửi thư này, em còn nhận được cái này, cái ai thì đeo được đâu. Trên web anh còn đăng này. Web còn đăng này, anh bí mật anh xóa rồi, anh chụp màn hình như này. Nó ghi ở trên trang web nhé, đã chụp màn hình. Đã chụp. Nè thì đeo được đâu. Mẹ, ông giờ khó ăn, khó nói đây. Vâng. Hai bộ nhé, hai bộ trưởng, hai bộ phó. Vâng. Mà mấy đương kim cục trưởng, cục trước ấy. Vâng. Mẹ bắt đầu mẹ ấy rồi. Vâng, lên đường rồi. Gọi là gì nhỉ? Bắt đầu gì nhỉ? Nhập kho á? Chưa, tích cực làm việc công an ấy. Tích cực làm việc với quan điều tra ấy. Triệu tập, triệu tập. Hưởng lượng khoan hồng cái đất gì. Vâng. Cũng căng đấy. Vâng. Nói chung trong lúc đất nước còn vất vả mà mọi người còn đang gồng mình chống dịch thì những bộ test kit nó phải giảm giá thấp nhất đúng không? Vâng. Canh nhập 21.000 thì bán 21.500 thôi. Quá là mẹ. Ăn mỏng mỏng thôi thì anh em còn chấp nhận được. 22.000 hay 3.000 thôi. Ừ đấy. Mẹ, hoặc là cho không. Ừ. Vừa rồi nhá, tôi thông báo ông Tuấn là có ông tiến sĩ ăn tục nói phét. À, chuyên ăn tục nói phét đánh giam rong. À. Tên Hải. Tên Hải giấu tên. Giống... À ông giấu tên anh em. Công bố một cái bộ test kit tức là miễn phí cho anh em luôn. À. Tức là tự test ở nhà chuẩn 100% luôn. À, ông không còn để mua bán cái đấy gì cả. À đấy à. Ông mới nhắn tin cho tôi hôm nay tôi hướng dẫn anh em đây. Tôi chỉ thông qua tổ buôn để hướng dẫn anh em cái bộ test kit ở nhà nhé. À. Cái này vô cùng đơn giản. Vâng. Tức là dụ ông nghi ngờ một thằng là nó dính. Nó dính Covid, ốm sốt gì đấy. À. Thế là ông bảo ngồi đây. Tụt quần ra. Rất là đơn giản, tụt quần ra, tụt cả xịp ra. Lạnh lạnh cái đấy thì tụt ra. Thế là chồng mông tới đây, y như khám nghiệm quân sự. Chồng mông tới đây. Cho anh em phải đeo găng tay ni lông vào. Xong rồi chọc cái bông ngoài tai, chọc và đít nó, không chọc thẳng và đít nó. Càng sâu càng tốt. Chọc bao giờ có tiếng á nhé. Tiếng á ra thì dừng lại, vì chọc nữa thì nó sẽ ối. Á mà dừng lại nhé. Xong rồi từ từ rút tay ra. Rồi, ông dừng lại đấy. Bảo tôi mày mặc quần lên. Xong rồi, nhắm mắt lại. Hiểu không? Nhắm mắt lại thì mới làm gì tiếp theo không? Dí vào mũi nó. Xong hỏi nó, cảm thấy như thế nào? Ví dụ thằng nào nó bảo là thối như cứt đi. Thì thằng này âm tính, không nói nhiều. Chắc chắn thằng này âm tính. Không nói nhiều bởi vì là khứu giác tuyệt vời. Còn thằng nào bảo nhé, không ngửi thấy mùi gì nhé. Dương tính con mẹ rồi. Thằng này dương tính. Gọp nó lại, nhốt vào phòng để gọi cho phường ngay lập tức. Còn trường hợp thứ ba nhá. Trường hợp thứ ba là có thằng nó bảo là thơm lắm anh ạ nhá. Thì bắt ngay nó, gửi cho công an ngay. Bởi vì chỉ có tham nhũng thì mới thấy thơm thôi. Chứ còn thì mẹ mày bắt buộc phải thấy thối. Mày chắc chắn tham nhũng nhận tiền thì mới bảo là mẹ cứt mà thơm được. Chứ mẹ không bao giờ có mẹ có thằng nào mà bảo người cứt mà thơm được. Đấy là cái bộ test kit mà vừa rồi là tiến sĩ giấu tên. Giấu giới thiệu anh em. Anh em rất là đơn giản, anh em về thực hành. Rất là đơn giản luôn, ông có thật công nhận nó đơn giản không? Chỉ hơi mẹ lúc đầu phải đeo găng tay vào tí. Vâng, nó hơi mất vệ sinh. Và cái đoạn này, anh nhưng em nào... Nhưng chắc chắn... Anh em nào đang ăn cơm mà xem thì thôi thực sự quá tặng. Nhưng nó chắc chắn luôn là ông nào âm tính, dương tính là nhưng rõ mà, một một luôn. Dù sao thì cũng hy vọng anh em nấu cơm, luộc rau, luộc riếc là ông lên bỏ muối vào. Để cho nó dễ kiểm tra. Dễ kiểm tra. Chứ còn không thì mẹ. Tôi nói thật. Nhiều ông là mẹ nên... có hôm mà vợ tao tôi nhá. Mà nấu cơm mà quên cho mình chính nhá. Mình đái cho quần đấy. Tưởng mất mẹ bị rác rồi. Mẹ nhạt tuyệt thế này. Hóa ra là vợ nó quên cho cái mình chính. Cái Tết này nhá. Nhà ông nào gói bánh chưng nhá. Mà lúc mẹ đồ gạo, ngâm gạo mà không cho muối nhá. Tôi đảm bảo cả nhà dương tính luôn. Vì ăn bánh chưng. Tôi nhạt tuyệt. Mất mẹ vì
giác rồi. Nói chung là qua cái vụ kit test là Việt Á này, mà cái tiếng Á đấy là một phần của Việt Á nhá. Việt Á phát ra mình chọc vào cũng là một dạng Á đấy. Cũng một dạng Á. Và thôi, và thôi năm nay là làm ăn cái gì làm, nhưng mà thu lợi thì đồng ý. Đúng rồi, phải có lợi nhuận. Đương nhiên làm ăn phải có lợi nhuận rồi, nhưng mà phải hiểu rằng là trong cái qua lúc đang dịch bệnh ấy thì in ít thôi. Và phải tương thân tương ái giúp đỡ đồng bào. Vâng. Chứ ông mẹ còn hơn cả buôn ma túy thì ông xứng đáng ngồi cắm trại thôi. Vâng, và có lẽ chúng ta cũng đến với lại tin thứ hai. Vâng, đó là tin về cụ ấy, cụ Vân. Ui giời, cụ Vân. Mẹ mỗi lần nhắc đến cụ này tự nhiên cảm thấy cuộc đời nó mẹ cảm thấy mình yếu hèn quá. Yếu hèn quá nhỉ. Đây. Tiếp theo là vụ thiền am bên bờ vũ trụ. Vâng. Vũ trụ. Vâng. Hay là vụ tịnh thất bồng con. Vâng. Đấy, vụ này hoành tráng. Đấy. Mà ông nào mà ông đọc điếu văn cho ông Lê Tùng Vân. Ông Lê Tùng Vân thì chắc là bố của dòng của có khó đó. Đấy, khó. Bây giờ đọc nhá, không biết đâu là vợ đâu là con. Mà đọc chứ, cứ cụ mẹ lấy bà Nguyễn Văn A xong rồi chén thì đẻ tiểu tiểu sử cuộc đời cụ ấy. Xong rồi lại lấy bà Nguyễn Văn B chén thì lại bà đẻ cho ông Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn D xong rồi đẻ cho bà Nguyễn Thị A xong rồi chén luôn cả con. Đúng rồi đấy. Xong rồi lại chén loạn lên cả mẹ. Đọc mẹ không khác gì kịch bản phim dâu. Vâng. Tức là mẹ khán thính giả cái buổi tang lễ đấy là mẹ cứ nghe loạn hết mẹ lên. Lèo liếc cứ dựng tướng lên cứ xem kịch bản. Mà chính mình nhá, mình nhìn sơ đồ mình còn không hiểu được. Không hiểu thế nào. Vì... Sao mà nó cái thằng nào nó vẽ được cái sơ đồ đấy, nó nể luôn. Nó nể luôn. Nó đọc báo mà nó vẽ được cái sơ đồ để mà nó kinh khủng luôn. Vâng. Mà giả sử nhá, đen nhá. Mà ông Vân này, mà ông Quy Tiên nhá, thằng nào mà đọc điếu văn thì ông loạn mẹ não. Nhìn sơ đồ loạn mẹ não. Chưa nói đến việc đọc điếu văn. Đây mình thử đọc một đoạn thôi. Mà giả sử thôi nhá, đây là mình giả sử ông ấy có Quy Tiên thì điếu văn của ông mẹ hoành tráng. Kính thưa các cụ ông trong nhà, các cụ bà ngoài hiên, các thanh niên ở ngoài đường. Lãnh đạo phường ngồi ở giữa. Ôi thương thay ông Vân ơi, hôm qua ăn chuối ăn na, hôm nay thì đã đầy nhà cháu con. Cuộc đời trịch chị trịch con, bây giờ lẫn lộn đéo biết đâu mà lần. Ôi ông Vân ơi, là ông Vân ơi. Toàn thế ông mẹ ông lấy loạn lên. Đúng rồi. Con rồi thì cháu rồi thì con rồi mẹ. Đại loại là cứ thân thích mà đọc cái điếu văn đấy mẹ cứ thấy ông này ông mẹ sao ông lấy lắm thế nhỉ. Ông trịch loạn thế này chết mà, bỏ mẹ anh như cái... là mẹ là kịch bản phim dâu ấy. Đúng mà GGAV anh em người ta còn đang đặt nghi vấn mà cái kiểu cận huyết như thế là rất dễ dị tật. Nhưng mà tại sao đây lại toàn là các cháu lành lặn thế hay là rèn trội nào mà nếu không công an nào mà ông mẹ ông ấy xét nghiệm ADN này chắc cũng loạn hết cả đầu lên. Giỏi để mà nói giỏi mẹ, ngồi phải bóc của loằng ngoằng tách bố của các kiểu thì nó mới ra được vấn xong đề. Ông lại phải viết cái vẽ cái sơ đồ gia phả cái ông đấy cũng mẹ còn loạn nữa. Mình nhìn sơ đồ mình còn choáng hiểu cơ. Mà nó cũng mũi tên cứ đi nhưng loạn hết cả lên như này. Cái mà em nể nhất ông ấy là cách đây 2 năm là ông vẫn có một đứa con nữa. Mẹ thế mới tài chứ đi. Mẹ ông 80 tuổi rồi. Mẹ ông không hiểu mẹ ăn cái gì nhỉ. Mẹ ông thì phải bắt ông khai ra cái thực đơn. Mẹ đề nghị anh công an nào mà anh làm cái vụ này anh bắt ông ấy khai hết cái thực đơn ra. Đúng. Cho anh đăng lên mạng anh em học tập. Mẹ chứ nhiều làm ông... sao mà để rèn luyện được như thế. Rèn luyện như thế. Ông ăn chắc gì, phải có ông tập cái gì, tập cái tập gì, tập bộ môn gì. Tần suất sinh hoạt như thế nào. Đấy, tần suất như nào. Thậm chí kể cả ông ị đái như nào cũng cho mẹ hết luôn. Đấy. Đấy. Bởi vì mẹ cái đấy là cái bài thuốc quý bác. Chứ bây giờ anh em toàn lên uống thuốc theo mạng. Mới lại uống rượu rắn rượu riếc. Bây giờ 38 tuổi là thôi rồi. Anh em là ấy rồi. Tự nhiên anh nghĩ ra đây chính là một cái bài học, bài kinh doanh. Tức là không công bố được. Tức là phải bí mật. Bây giờ cho một đề tài nghiên cứu mẹ đi. Đúng không? Bộ nào nó phải nhảy vào nghiên cứu cái ông này không ăn uống như nào. Khoa công nghệ. Để nghiên cứu ông này không ăn uống như nào. Ông ấy vệ sinh, ông ấy sinh hoạt ra sao. Xong rồi đưa ra một cái gọi là cái chế độ dinh dưỡng
dành cho người già đấy. À. Đấy, để cho cả mọi người được học tập, mới thấy một ông ấy khỏe như thế cơ mà. Khỏe. Cách đây 2 năm 8 mấy tuổi rồi còn vẫn vã được. Vẫn vã được. Mẹ nhiều ông mẹ lên nóc nhà bắt con gà ông lên cái gì nhỉ? Bàn thờ gắn gà quả thân rồi. Hôm nay ông vẫn action rồi. Nhiều ông cần gì? Cần gì 8 mấy tuổi? 38 tuổi thôi chứ đừng nói 88 tuổi. Là cụ đã đi rồi. Thăng thiên rồi. Buji đã cháy chế rồi. Chế độ dinh dưỡng này hoành tráng đi. Mẹ. Đây còn chưa nói nhá, mà nếu về sau chẳng may nhá, mình vẫn lại là chẳng may. Mà ông ấy có quy tiên nhá. Thì gọi là cái gì nhỉ? Bắt ông hiến tạng luôn. À rồi. Khoanh cái ấy đi thôi. Cái keng phục bọt lại. Bộ ấm chén thôi. Lấy lại bộ ấm chén. Rồi ngâm rượu. Ngâm luôn. Rượu. Mẹ cả nước uống. Cả không. Mẹ cả nước thế nào được? Ngâm mấy năm mới bán được. Mà mày tách ra, không phải ngâm không thể ngâm một phát được. Bởi vì bắt cái bọn khách hàng phải uống 3 loại. Ví dụ ngâm đâu quy giả một phần nhé. Nhá. Xong ngâm hoàn tình, tinh hoàn đấy. Một cái. Xong rồi ngâm thận. Không. Ngâm cái gân ở giữa. Mẹ đặt tên đàng hoàng đúng không? Ví dụ là của đâu quy già Vân Tung chẳng hạn. Mình nhớ ấy, mình đóng thành từng năm một. Mình ngâm 10 năm xong mình như chi vát kìa. Như chi vát. Chi vát người ta làm thua đấy không? Mấy cái chi vát này là dôn đi bộ hay là mắc sai lầm muối. Bởi vì những cái đấy uống mà chỉ yếu đi thôi. Làm đéo có chuyện khỏe lên được. Mẹ mới hơn cả mẹ cá ngựa luôn. Tức là mình đấy là gọi là kinh doanh đấy. Vâng. Xuất khẩu ra nước ngoài đấy chứ. Ôi trời, đem đô la về cho Việt Nam. Không, mà mình phải... mà mình phải gọi là phải nghiên cứu chiết xuất chứ ông mẹ ngâm thời gian hết mẹ chất mất. Phải chiết xuất như thế để xuất khẩu, tức là mình thành một thương hiệu mẹ luôn đi. Thương hiệu này mẹ ông uống bà khen đi. Một người khỏe hai người vui. Một người khỏe mẹ cả... hay là người ngủ củ thức. Một người khỏe cả huyện vui cũng được. Khỏe của mẹ này đi mẹ cả họ vui. Mẹ hoành tráng. Mẹ mình đóng chai đóng chiếc đàng hoàng. Mẹ thiết kế gọi là bao bì hoành tráng lên. Mẹ cũng ngâm gỗ sồi như thật ấy. Mẹ vẽ mẹ cả cái mẹ in hẳn cái sơ đồ gì đấy, giá phả vào cho nó hoành tráng chứ không việc gì phải sợ. Mẹ nhìn mẹ bố của hoành tráng luôn. Xong rồi mình bán là ví dụ mình bán loại ten year. Xong mình bán gọi theo ia, xong etinia, tức là mình khác đéo chi bát đâu, mình phải đợi. Nhưng mình phải đọc tiếng Anh, thì đéo chơi cái loại mà 10 năm, chả 20 năm nghe quê, khó xuất khẩu. Nhưng lâu quá, mình đợi etinia 18 năm, đợi đéo rồi bán được. Không. 18 tháng rồi quên, etin măn rồi, bây giờ mình chuyển ia thì măn, thì mới bán được, mới nhanh được, mới ra thị trường được. Chứ còn bây giờ đợi 18 năm đến đéo, giờ chết mẹ mất. Mà bây giờ công ty phá sản mẹ mất. Không sao, mẹ công ty anh em làm rượu giả thì anh em làm nhanh lắm. Thì 30 phút là quá, mẹ loại 18 năm ngay, mẹ có cái gì đâu. Vần tung bìu, ten ia, đâu quy già. Mẹ cũng phải nghĩ ra cái tên gì cho nó hoành tráng. Rồi. Đặt mẹ tiếng Anh thì chứ. Mà mình bắt mẹ mua 3 loại luôn. Tôi đéo bán lẻ. Combo. Combo phải mua 3 loại luôn. có sợ ấy không? Có sợ lại giống vụ Việt Á không? Thì mẹ nâng. Anh em thì mình nâng khống. Anh em có nâng khống đéo đâu. Cái này là miễn phí mà. Thuận mua vừa bán. Không, cái kia là nhập 21.000. Cái này là miễn phí. Vì ông hiến rồi mà. Thế nhưng mình bán phải có giá chứ, thì ông bán không. Thì có nghĩa mình nhập không đồng. Nhưng mà mình bán 4 triệu 7 một chai. thì anh em sớm sẽ đi tù hết cả lũ. Sao lại đi tù? Dịch bệnh như đang hoành bán ông... thuốc mẹ bán thuốc mẹ gì nhỉ? Ông đây là cụ đã ký hiến tặng thôi mà. Ok. Đây okay. đây là bằng sáng tạo của anh em cho mình cơ mà. Để lại phúc đức cho con cháu cơ mà. Duy trì nòi giống Việt. Rồi cái nâng niu gọi là gì nhỉ? Thúc bàn đẩy chân đàn Việt. Thúc đẩy đàn chim Việt. Mẹ con này được đấy, tự nhiên lại nghĩ cái này giàu đấy tôi ông Tuấn ạ. Giàu. Anh em chương trình tổ buôn chuẩn bị tắt hẳn. À mà vẫn chưa hết.
Còn cái bộ dâu rồng ấy, anh em mình pha chế để bán cho bọn hói mọc tóc. À cái này đâu bán, cái này khuyến mại tặng kèm với mua, ba. Mua ba cái thì mới được tặng. Tặng cái này, tức là thằng nào mà mẹ đã yếu rồi bao giờ cũng hói, mình tặng mẹ luôn. Thế là mình gọi khuyến mại. Mà thôi mẹ đá theo đĩa hiến mẹ cả người đi. Tức là ngâm tất cả người. Cho vào bể ấy à? Cho vào bể ngâm tất luôn. Nhưng mà ngâm cả người để làm gì, lấy cái gì? Lấy tất, bây giờ biết cái gì nữa. Mẹ nhỡ trong người có cái gì bổ hết cả. Bây giờ mình biết cái gì nữa, nhỡ nó không, bổ ngang không bổ ra. Không được, người ta là ví dụ như kiểu pín hải cẩu này, hay cái thứ mỗi con nó chỉ khỏe một bộ phận thôi. À thế à? Thì mình chỉ lấy đúng bộ phận nó mới có giá. À còn cái kia, rồi thôi. Ừ. Thế đây thì thôi. Đấy. À nói chung là trong cái câu chuyện vừa xong thì anh em tôi là nghĩ ra một phương án kinh doanh. Vâng. Tất nhiên là phải được hiến. Vâng. Chứ mẹ không. Cô bảo là không cho thôi. Không cho thôi. Không cho thôi. Anh em mày làm. Nhà nào về nhà đấy. Lại ngồi bốc phét vài trăm trăm thôi. Nha. Mà nói chung thì nó cũng có một cái kết luận như sau. Đó là một chữ cũng là thầy. Vâng. Mà nửa chữ cũng là thầy. Vâng. Mà nữ chửa cũng là thầy. Đấy, mà chửa nữa thì cũng vẫn là thầy. Nói chung là cứ mẹ chửa là do thầy hết. Vâng. Không phải do ai. Tuy nhiên thì trong cái câu chuyện này thì có một cái kết thúc có hậu. Vâng. Đó là các sư tiểu ấy bây giờ biết được không phải sư độc, cũng không phải là mồ côi nữa. Đúng rồi. Mà đã là tìm được gia đình chính thức của mình rồi. Vâng, không nhưng mà đấy chúng ta có thể thấy là những vụ như này nó làm cho niềm tin ở trong mọi người vào những cái hoàn cảnh khó khăn và cái thứ này kia nó bị giảm hẳn đi. Đúng rồi. Ngày xưa nhìn thấy các trẻ em bị cơ nhỡ này thế kia mình rất là thương. Đấy thế nhưng mà bây giờ tự nhiên làm thế thôi mà bây giờ nhìn thấy những trẻ em cơ nhỡ hay không thì mình cũng chẳng cần biết đâu, bảo ôi trời ơi bọn này vớ vẩn lại bị chăn dắt rồi hay là lại lừa đảo rồi. Thế đâm ra là xã hội tự nhiên bị mất niềm tin với nhau. Đúng rồi. Nói chung là gọi là các cơ quan điều tra phải làm rõ sự vụ. Vâng, vâng. Để lấy lại niềm tin. Quan trọng nhất là làm đúng nghiêm. Đúng rồi, đúng tội. Nghiêm những cái vụ như này. Đúng rồi. Và xử lý thật là để làm sao mà lấy lại được cái niềm tin trong xã hội là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là để cho trẻ em có một cái môi trường phát triển làm sao nó lành mạnh nhất. Đó, và trong năm qua còn cái vụ bố mẹ. Thôi những vụ đau lòng thì anh em thì anh em mình không muốn nói đến nữa nhưng mà đấy cũng là một hiện trạng mà có nghĩa là anh em cũng cần phải nói qua một tí xíu vì là các cháu bây giờ nhiều cháu quá thì thôi rồi có lẽ chúng ta nói chung cứ động đến trẻ con và thì xứng đáng cần phải nghiêm và rất là phải nghiêm. Đúng, mẹ cần thiết cứ tử hình mẹ cho nhanh và mẹ đỡ tốn đất, gọi là để làm gương cho các trường hợp sau và coi như buôn ma túy luôn. Và bởi vì trẻ em nó là cả một cái nền tảng của xã hội. Vâng. Không thể để chúng nó chịu cái sự bất công như thế được. Và có lẽ chúng ta cùng bỏ qua tin này đi vì tin này nhắc đến được dựa nhiều người đau lòng giận tóc nhất là những người làm cha làm mẹ. Vâng. Và chúng ta cùng sang một cái tin một người mẹ thanh niên chưa là cha chưa là cha và một cô gái chưa là mẹ. Một thanh niên mà gọi là rất là gọi là quân tử. Vâng. Thì anh gọi là vào đi xin để vay tiền ngân hàng vay nặng nhưng là không chịu làm thủ tục mà lại còn vác cả súng đi vay tiền của cái ông này. Quá đáng. Vâng. Mẹ thủ tục có rườm rà quá, mất thời gian. Đúng. Nên ông bảo chứ ông chỉ vào ông bảo là mẹ sẽ có đưa tiền đây không? Ông bắn một phát lên trần nhà mà lại mà đạn này không có đạn mà ông gọi là gì đấy? Súng âm thanh. Đại loại là phát một tiếng nổ. Phát một tiếng nổ. Thế là bảo vệ bảo biết phắn cả quần áo lại mẹ đưa hết tiền. Vâng. Ông bảo vệ ông đứng từ xa quan sát. Cụ thể là ông vớ được 3 tỷ và sau đấy thì ông về ông chia cho bạn gái. Mới đầu tưởng 50. Ông nào ông đồn 50. Ông 50 là có đứa con bé cái nó khai. Con bé. Thế là xong rồi về sau. Tỷ ba. Mới là tỷ ba. Mà ông cho taxi trăm mấy triệu. 136 triệu. Nếu em không nhầm. Ông taxi ông rất tử tế ông bang nộp lại. Trong đọc cái vụ này ông nộp lại luôn. Thế mới hoành tráng. Đấy, để mà nói nhưng mà nhìn mang đến nó hoành tráng nhỉ, nó cho bao người nhỉ? Mà nhìn góc độ đó đấy thì thằng này là một thằng khá thoáng. Thoáng. Đấy. Thằng này nếu mà đáng nghĩa là làm ăn nếu mà tử tế thì đúng là một gương mặt vàng ở trong làng từ thiện. Nhưng nó mẹ ông này mà không bị bắt nhá,
vỡ vẩn ông đi từ từ loạn miền Trung cho xem. Ông ấy nhiều lòng chắc cần hết đấy. Ông này mà giàu nhá thì cả nước được nhờ. Mẹ sao ông lại không giàu được chứ. Mẹ đúng cái tư duy là mẹ lấy nhiều của thằng ông, có. Mẹ ông trả đời trả cho người yêu được cái gì. Ông này ông vừa có 3 tỷ cho tỷ 3, tức là cho đến 30%. Đúng rồi. Ba mấy phần trăm luôn. 35% luôn. Đấy, mà đúng tư duy luôn, đúng tư duy làm giàu, lấy của thằng có chia cho thằng khó. Mẹ ông khác cho đách thì mẹ hô Robin Hood được người kia đâu. Ông là mẹ khác đách ông mà ngày xưa nhá. Mà ông là Robin Hood đấy vì ông lấy của người giàu chia người nghèo. Đấy, mặc dù ông lấy hơi đậm. Hơi đậm tí. Đấy, nhưng mà là dũng cảm. Mà ông lại nhưng mà ông Robin Hood ngày xưa ông không ăn chơi. Ông ngoài ông ăn chơi lắm, ông làm con mẹ 800 củ ông đi đấy. Đấy, đấy mới là dũng cảm. Mẹ đớp trong 3 tỷ. Có Ducati đúng không nhỉ? Cái gì Lagoasagui? Là Kawasaki à hay là Kawasaki ờ Kawasaki đấy. Con ninja bao nhiêu đúng không? Đúng rồi. Ôi giời hoành tráng biết cách ăn chơi đấy. Ông đam mê đấy. Đấy, mà ông nhá. Mà đấy mà dũng cảm này, cướp ngân hàng xong người ta phải lại. Đúng không? Đấy bố mày đi mua xe, bố mày quay mua clip xe luôn. Mặc một chiếc áo lông thú. Mà nó có bạn bán chiếc áo lông thú như hình rồi đấy. Vâng. Ông mặc áo lông thú mà ông lên xe ông phóng đi rất hoành tráng, quay TikTok luôn. Đấy. Lên đấy luôn. Không đấy. Có gì phải ngại. Phóng thẳng lên Thái Nguyên. Phóng thẳng lên Thái Nguyên. Để em nói là đây là một dân chơi đam mê. Đấy. Chỉ cướp 3 tỷ và chỉ lượn con xe đúng một lần thôi. Cũng gọi là mãn nguyện rồi. Mãn nguyện. Bây giờ đi tố cũng xứng đáng. Không như nhiều thằng nhìn con xe thích cháy cả dãi. Nhưng mà thôi. Thôi. Mẹ tiếc tiền. Tiếc tiền. Mẹ bố nó mua một con xe nó đắt hơn cả con ô tô. Thế thì kéo mẹ phải dân chơi lắm người ta mới ấy được. Phải đam mê lắm người ta mới. Quá đam mê này. Người ta mới gọi là dũng cảm để vào ngân hàng. Một con người đam mê này, có đam mê này. Đúng. Có lòng trắc ẩn. Có sự hào phóng này. Có sự hào phóng. Thế mà lại nhầm đường. Nhầm đường. Thế mới sợ tại sao không trở thành người tốt cơ chứ. Đúng. Mẹ làm ăn tử tế, lương thiện. Có phải bây giờ cả nước được nhờ không? Mà mẹ, bố mẹ cũng được nhờ. Mà thực ra là đứng ở một góc độ khác nếu mà nhìn vào ấy, thì em thấy là ví dụ như bố mẹ của cái con người yêu cũng bây giờ cũng khổ. Vậy như giờ anh là có con gái thì chắc anh sẽ hiểu nhất. Thôi mày đừng nói rằng con gái anh, mày đang chuyện xã hội, đừng nói chuyện cá nhân. Bố tổ ông. Thì anh là người bố mà. Thế mày cũng là tương lai, mày cũng là người bố. Bây giờ là... Bây giờ tao hỏi dụ, giả sử bây giờ tao lấy ví dụ mày tự nhiên mày đi ăn cướp xem tao, cho mày đưa tao tỷ ba xem mày có chịu được không? Em đưa anh, nhưng anh có nhận không? Đấy. Tao nhận luôn. À đấy. Đấy, nhưng mà ví dụ vớ va vớ vẩn không phải, nhưng mà tự nhiên bây giờ nuôi một đứa con ra lớn rồi, chưa được nhờ vả đéo cả. Yêu đương ngay ba cái thằng mặt giặc, trộm cướp đầu đường xó chợ. Thế nó đưa cho tỷ ba thì cũng cầm xong rồi khai báo là có 50 triệu. Xong rồi lươn lẹo là có 50 triệu. Xong bây giờ mẹ gọi là tiêu thụ tài sản phạm tội mà có đấy. Đấy, nghe là ông đi thôi. Không, bây giờ là hiện tại là công an đang gọi là bắt vì cái tội là không tố giác tội phạm, khai báo gian dối, không nhiều tội. Nhiều tội, nói chung đại loại nhiều tội. Thì đấy. Đấy, quá khổ. Tự nhiên yêu cái thằng nào tử tế không yêu. Đúng. Yêu ngay thằng đầu trộm đuôi cướp. Bây giờ là đi thôi, lên đường. Vâng. Cũng chia buồn với đôi trẻ. Vâng. Hôm nay Tết năm nay lại ở trại. Lại đưa cơm. Vâng. Hơi buồn. Đón Tết trong nhà. Nhưng mà với tính cách của thanh niên này, hy vọng anh ấy ra tù. Vâng. Sẽ trở thành một công dân có ích cho xã hội. Vâng. Đấy. Tôi cũng chỉ hy chứ vọng mẹ là... đừng làm Robin Hood mẹ thời đại 4.0 rồi nữa. Mẹ mấy phút được người ta bắt được thôi. Ông vâng. Cầm điện thoại ông gọi nhặng lên thì... Vâng. Ông nghĩ ra ông phải kiểu hacker hay củng, ông hack vào tài khoản ngân hàng lọ kia. Kiểu đấy thì may ra mới thoát được, chứ còn ông cướp bằng cơ bắp thế này thì camera nó chạy bằng điện rồi nó chạy bằng cơm thoát làm sao được. Mà tỉnh thành nào cũng có camera, ông không thoát được, ông mặc cái áo đấy ông chạy không thoát được. Vâng. Đó, và thôi thì hy vọng anh em cũng nhìn đấy là một tấm gương. Làm ăn thôi thì nó lương thiện. Đúng rồi. Đúng rồi, chứ còn thôi bây giờ cứ đòi là giàu nhanh thì khó. Khó lắm, rồi vào tù chăn kiến một thời gian hỏng hết người. Vâng, yeah. Chạy theo đam mê đúng rồi. Thì là đúng, nhưng quan trọng là chạy bằng cách nào. Anh em cứ đâm đầu chạy theo đam mê. Chạy theo đam mê nhưng phải làm ăn lương thiện. Vâng, rồi thì các anh công an sẽ chạy theo bạn. Vâng. Mà khổ thân đấy. Vừa bàn giao xe xong thì nó lại bàn giao luôn người. À, đúng không? Hai lễ bàn giao trong hai lễ bàn giao trong mấy hôm đấy. Vâng. Mẹ tưởng là vay tiền nóng thành vay tiền án. Đến khổ. Cũng thương. Vâng.
Ok, đó là bản tin cuối cùng của trong trong năm qua, năm qua của bọn tôi. Mẹ anh em tôi đói lắm rồi, đói cả về vật đói chất cả lẫn về tinh thần, tinh thần và đói kể về ăn uống nữa, bởi vì giờ cũng muộn rồi ông ạ. Đấy thì thôi, thì hy vọng là chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em, hy vọng sang năm vào số sau chứ, vào số sau nghe cho nó hoành tráng. Hy vọng rằng có ít quảng cáo để anh em tôi có thể làm thường xuyên phục vụ anh em. Vâng. Nhưng tạm thời thì anh em phải chấp nhận một năm có một số. Vâng. Và số này hoàn toàn miễn phí. Ừ. Miễn phí cho ai? Miễn phí với tất cả mọi người, với anh em mình. À ừ. Ê, mày có trả tiền cho anh đâu? Đúng rồi, anh cũng đòi tiền em đâu. Ừ. Thôi anh em gọi là con nhà của tấm lòng thôi mà. Tấm lòng làm cho vui chứ. Anh em làm vì đam mê chứ không phải làm vì tiền nong. Đấy, như ông Hải nó suốt ngày về nhà con hỏi bố ơi, bố nổi tiếng thế. Mà sao Tết này nhà mình không có bánh chưng hả bố? Bố làm vì đam mê thôi. Đam mê thôi anh em, anh em cứ làm cái gì đấy anh em mới biết là chỉ có đam mê mới cứu được thôi. Vâng. Tiền nóng tiền nóng quan trọng gì, mấy cái đồng vừa vặn. Ok, tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye, xin chào.